Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời tuyên truyền các hoạt động của Thanh tra Lào Cai về công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, đây cũng là một trong những nội dung nằm trong đề án 18 của tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Đài phát thanh truyền hình tỉnh mở chuyên mục Thanh tra Lào Cai với tần suất phát sóng mỗi tháng 2 chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trong chuyên mục số đầu tiên, chúng tôi sẽ tập trung phản ánh hoạt động của Thanh tra tỉnh Lào Cai trong công tác thanh tra và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Qua đó, nhiều vụ việc mới phát sinh đã được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước tiên là phần tin tức, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức cuộc tiếp xúc đối thoại với cán bộ, lãnh đạo ngành y tế và nhân dân nhằm tháo gỡ những khó khăn bất cập trong hoạt động của ngành. Chủ trì cuộc đối thoại có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã nêu ra nhiều khó khăn vướng mắc trong thực hiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, như hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, chất lượng nguồn nhân lực y tế rất hạn chế. Nhiều vướng mắc bất cập phát sinh trong thanh quyết toán bảo hiểm y tế và thực hiện tự chủ về tài chính tại các bệnh viện. Sở Y tế Lào Cai khẳng định, trên tinh thần cầu thị lắng nghe, ngành y tế Lào Cai sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của bà con nhân dân tại cuộc đối thoại này, để tiếp tục có những uốn nắn điều chỉnh kịp thời đối với cán bộ, y bác sĩ trong ngành, hướng tới phục vụ người bệnh tốt hơn. Ngành y tế cũng mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, giúp ngành tháo gỡ khó khăn để hoạt động hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận cuộc đối thoại, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại cuộc đối thoại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc thực hiện tự chủ là yêu cầu bắt buộc đối với ngành y tế, nên các đơn vị trong ngành phải chủ động trong việc thực hiện tự chủ về tài chính, tích cực trong việc huy động xã hội hóa để đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác cán bộ tại từng cơ sở y tế nhằm tuyển dụng và thu hút được những bác sĩ có trình độ cao. Cùng với y thuật, ngành y tế cần dành sự quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao y đức cho đội ngũ y bác sĩ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục có sự quan tâm hỗ trợ để ngành y tế phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan tập hợp các ý kiến kiến nghị được đưa ra tại hội thảo này để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, hiệu quả cho ngành y tế. Trong 9 tháng năm 2017, các cuộc thanh tra được thực hiện đảm bảo về nội dung, kết luận khách quan, xử lý vi phạm qua thanh tra kiên quyết, đúng chính sách pháp luật. 9 tháng năm 2017, công tác thanh tra tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó việc xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra đã được chú trọng, việc triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, kết luận kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời và khả thi, việc phối hợp trao đổi thông tin trong ngành thanh tra được quan tâm. 9 tháng năm 2017, toàn ngành thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện 98 cuộc thanh tra, số đơn vị được thanh tra 232, triển khai trong kỳ báo cáo 93 cuộc, theo kế hoạch 71 cuộc, đột xuất 25 cuộc, 70 cuộc thanh tra đã kết thúc, 63 cuộc đã ban hành kết luận. Qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện xử lý vi phạm, kiến nghị chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, thực hiện chính sách pháp luật. Kết quả thanh tra đã đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, công tác giám sát thẩm định, xử lý sau thanh tra được tăng cường, do đó các kết luận thanh tra đã được thực hiện có hiệu quả. Thực hiện công tác thanh tra trong lĩnh vực đất đai, nhất là tại những khu vực đang quy hoạch của các dự án lớn của tỉnh, vừa qua thanh tra huyện Bát Sát đã tăng cường thanh tra lĩnh vực đất đai. Nội dung chính các cuộc thanh tra về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý đất đai, việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, công tác quản lý thu chi ngân sách, các chương trình, dự án, các khoản đóng góp xã hội hóa giáo dục. Qua công tác thanh tra đã kiến nghị thu hồi 2 lô đất không đúng đối tượng và giao không đúng thẩm quyền, kiến nghị thu hồi diện tích đất lâm nghiệp đã giao, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ đã sai phạm.
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong những năm qua luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, dẫn đến việc công dân khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài vẫn còn xảy ra. Trong quý 3 năm 2017, toàn tỉnh đã đón tiếp 1.081 lượt, bằng 1.224 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo. Tổng số đoàn đông người là 25 đoàn, bằng 181 người. Nội dung chủ yếu khiếu nại về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng là 333 lượt, về chính sách 17 lượt, về nhà, tài sản 28 lượt, lĩnh vực tư pháp 1 lượt, lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội khác 15 lượt, tố cáo lĩnh vực hành chính 6 lượt, lĩnh vực tư pháp 2 lượt, phản ánh kiến nghị khác 523 lượt. Tuy nhiên, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, dẫn đến việc công dân khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài vẫn còn xảy ra. Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý về tố cáo ở địa phương còn chậm. Một số bộ phận nhân dân còn hạn chế hoặc bị kích động, xúi dục nên có những yêu cầu đòi hỏi không đúng hoặc vượt quá quy định pháp luật. Dự báo tình hình khiếu nại tố cáo của công dân nói chung tiếp tục diễn biến phức tạp và tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, tập trung nhiều ở những địa bàn thu hồi đất của dân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội. Khiếu nại đông người phức tạp sẽ phát sinh ở những nơi không làm tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không quan tâm đúng mức đến công tác vận động, thuyết phục và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Chính sách pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai trong thời gian tới, tiếp tục có sự thay đổi, trong khi những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về đất đai chậm được khắc phục. Trong thời gian tới, Thanh tra Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế công dân khiếu nại vượt cấp lên trung ương. Xác định công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, ngành thanh tra đóng vai trò quan trọng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh chống tham nhũng. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao vai trò, vị trí của công tác thanh tra, kiểm tra. Đây là một bộ phận hợp thành của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phục vụ thiết thực cho sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước và là một trong ba yếu tố quyết định sự thành công của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã ban hành. Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý mà thiếu sự thanh tra, kiểm tra thì đó chính là biểu hiện bệnh quan liêu dẫn đến nạn tham ô lãng phí. Xác định vai trò của ngành thanh tra, từ ngày thành lập đến nay, cán bộ công chức trong ngành luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là công tác xây dựng thể chế, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thanh tra tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, chỉ đạo toàn ngành xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 để triển khai thực hiện trên địa bàn. Chúng tôi đề xuất tập trung vào một số cái lĩnh vực sau. Thứ nhất là về công tác thanh tra thì tiến hành thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và tập trung vào cái công tác thanh tra đối với công tác quản lý tài chính tài sản ở các địa phương đơn vị và thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý các nguồn vốn của các dự án trên địa bàn, đồng thời thì nắm tình hình và chủ động đề xuất với Chủ tịch Ủy ban tỉnh tiến hành thanh tra công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường thu hồi đất đối với các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Về công tác quản lý tài chính tài sản rồi quản lý đầu tư xây dựng thì chúng tôi cũng phát hiện có những cái vi phạm trong cái việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và thực hiện các quy định của pháp luật. Thì những vi phạm đó thì Thanh tra tỉnh Lào Cai cũng đã kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các địa phương, các đơn vị khắc phục những cái tồn tại đã nêu. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, ngành thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các cấp các ngành nhiều văn bản chỉ đạo để đưa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và nền nếp có hiệu quả. Đặc biệt là triển khai thực hiện đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015.
ngành thanh tra tỉnh đã trực tiếp và tham mưu cho các cấp các ngành trong tỉnh tiếp công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo. Công dân đến các phòng tiếp dân đều được cán bộ tiếp dân hướng dẫn và giải đáp đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Cái đơn vị tham mưu cho Ủy ban tỉnh về cái công tác phân loại và xử lý các cái đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban tỉnh giao cho thanh tra tỉnh và các ngành liên quan giải quyết thì cơ bản được chuyển biến rất là tích cực, và xử lý phân loại, công tác xử lý phân loại đơn thư thì đều được đúng quy định của thanh tra chính phủ, và cái lượng đơn thư gửi đến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân tỉnh giải quyết thì đều được xử lý một cách triệt để và cũng đã làm giảm đáng kể các cái đoàn khiếu nại tố cáo đông người, và cái số lượng đơn thư gửi đến Ủy ban tỉnh Lào Cai để giải quyết về khiếu nại tố cáo, phản ánh và kiến nghị cũng đã được giảm đi đáng kể so với cùng kỳ năm 2016. Công tác thanh tra đã bám sát chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của thanh tra chính phủ và tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh để triển khai nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn, xử lý sai phạm trong công tác quản lý, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các kết luận thanh tra phản ánh trung thực, khách quan, chỉ rõ bản chất, nguyên nhân sai phạm và đưa ra hình thức xử lý nghiêm minh, triệt để. Thường xuyên nắm chắc cái tình hình để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban tỉnh tổ chức thanh tra khi phát hiện có những cái vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ và trong cái thực hiện quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời là cái nội dung thanh tra ấy, thì chúng tôi xác định là khi xây dựng kế hoạch thì cái việc khảo sát, nắm tình hình là phải được coi trọng để có được cái nội dung thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm và đi vào những cái lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm. Và đồng thời chúng tôi cũng xác định là tới đây thì sẽ phải tiếp tục tăng cường cái công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương trong cái việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cán bộ công chức trong ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để xây dựng ngành thanh tra tỉnh Lào Cai ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Chuyên mục Thanh tra Lào Cai đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.